Chào mừng các bạn đến với khóa học SketchUp dựng và quản lý mô hình của Anabim. Với 22 video, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các bài học về quy trình dựng hình của một công trình tòa nhà 3 tầng, tương đối là phức tạp bằng phần mềm SketchUp 2013. Và sản phẩm cuối cùng mà các bạn sẽ tạo ra được chính là đây, các bạn có thể theo dõi. Để bắt đầu với việc mô hình, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị và import các file AutoCAD vào trong dự án. Sau đấy chúng ta sẽ cùng đề xuất ra cái chiến lược dựng hình đối với công trình của chúng ta. Tiếp theo đấy các bạn sẽ được học sử dụng các công cụ để mô hình các cái đối tượng của tòa nhà như là các bức tường nội ngoại thất, các bức tường kính với hệ thống là đô kính hay là lan chắn nắng các bạn có thể thấy ở đây. Chúng ta cũng sẽ được học về cách mô hình các đối tượng như là sàn, cột, mái nhà hay là thang bộ như bạn thấy đây. Các bạn cũng sẽ được học cách để đưa các cái thư viện bên ngoài vào trong dự án như là hệ thống bàn ghế, đèn, cửa đi, cửa sổ cũng như rất là nhiều các loại thư viện khác vào trong dự án. Chúng ta cũng sẽ được học về việc mô hình địa hình của công trình và kết hợp các cái đối tượng mà chúng ta dựng được để tạo thành một cái công trình thống nhất như thế này. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của khóa học không phải ở việc dựng hình, mà chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn cho học viên cách quản lý mô hình bằng các công cụ layer, component hay là group. Như bạn sẽ thấy ở đây. Ví dụ như đây chúng tôi đã sử dụng công cụ layer để tạo ra các layer như là mái nhà, kết cấu, tường, ngoại thất. Với mỗi nhóm đối tượng chúng ta sẽ có những cái layer riêng. Và tác dụng của nó như ở đây khi chúng tôi ẩn đi cái layer tường ngoại thất các bạn sẽ thấy nó sẽ được ẩn đi như thế này tương tự với kính ngoại thất hay là hệ thống vật dụng việc sử dụng layer sẽ giúp các bạn quản lý điều khiển điều chỉnh việc sử dụng các đối tượng trong việc mô hình giúp các bạn có thể mô hình một cách nhẹ nhàng tránh dần lag ngoài ra các công cụ như component cũng giúp các bạn quản lý mô hình rất là hiệu quả giúp các bạn tăng tốc trong việc dựng hình như bạn thấy ở đây với đối tượng lan tràn nắng này đó là một component kết hợp với đấy các bạn cũng sẽ được sử dụng các cái công cụ về group để các bạn có thể sử dụng và quản lý mô hình một cách là chính xác nhất việc quản lý mô hình sẽ giúp các bạn có thể tạo ra được một file sketchup rất là sạch ít rác và rất là nhẹ nhàng không bị giật lag và các bạn thấy đây cái mô hình của chúng tôi rất là nhẹ nhàng các bạn có thể quay với di chuyển và không có hiện tượng giật lag trên màn hình. Kỹ năng quản lý mô hình là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất giúp học viên có thể trở thành một người sử dụng SketchUp chuyên nghiệp. Do vậy, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh việc quản lý mô hình bằng các công cụ của SketchUp trong cái khóa học này. Đấy là những cái nội dung cơ bản của khóa học SketchUp dựng và quản lý mô hình còn rất là nhiều điều thú vị nữa mà chúng tôi có trong cái khóa học này chúng tôi tin rằng với việc theo học khóa học này các bạn có thể hoàn toàn làm chủ được các dự án từ đơn giản đến phức tạp trong phần mềm sketchup xin cảm ơn và xin chào các bạn đã theo dõi